Ban đầu Tô Bình chỉ muốn đi kế thần tộc để làm vlog trải nghiệm thử thách độ thiên kiếp không bị cháy ra cho. Không ngờ lôi kiếp mà hắn phải độ không phải lôi kiếp bình thường, mà là lôi kiếp dị sắc mấy chục năm mới xuất hiện một lần, sức mạnh gấp 3 lôi kiếp bình thường trên đỉnh Vân Đài. Ngay cả Anna đã từng nhìn hàng trăm thần tộc đến đây độ kiếp, cũng phải lo lắng khi thấy cảnh tượng bầu trời trên lôi đài chuyển sang màu đỏ như máu. Ông chủ cửa hàng sủng thú này kiếp trước đã làm nên chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến lôi kiếp dị sắc xuất hiện? Từ khi mây đỏ xuất hiện, bầu trời liên tục tích điện, tạo sấm sét ầm ầm bên trong, rồi càng lúc càng mở rộng diện tích ra thấy rõ. Thần tộc đứng dưới chân lôi đài nhìn đám mây càng lúc càng lớn, bắt đầu đếm xem thử nó đã trải dài đến bao nhiêu dặm. 3 năm 7, đến 7 dặm thì dừng lại rồi. Dù không đạt 10 dặm như lôi kiếp của thần phong lúc nãy, nhưng lôi kiếp dị sắc này có sức mạnh gấp 3 lần loại đó, tính là 21 dặm cũng được, khiến đám thần nhân đang vây xem ai cũng nhao nhao tỏ vẻ khiếp sợ, thiên tư của người trên đó lớn đến mức nào vậy? Tấm khiên Losers thấy đám mây đỏ mở rộng đến 7 dặm dừng lại thì cười ha hả nói: "Thiên tư có nhiều đây mà cũng đòi ta xuất trận hả mấy con gà này? Lần trước ta giúp độ kiếp cho đứa nhỏ nào đó cũng cỡ này là hết mà thôi." Thần nhân tóc đỏ nghe tấm khiên mỉa mai mình kém thiên tư lại chẳng cáu kỉnh gì, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ở mức độ này cùng với khiên Losers, cậu ta có thể về nhà ăn cơm tối rồi. Tô Bình khó hiểu lẩm bẩm, nghe người ta chê mình thiên tư thấp mà vui vẻ là sao? Cậu tóc đỏ giơ cao khiên Losers lên đầu mình, nhìn Tô Bình nói: "Hãy đến trốn sau lưng ta, thiên lôi đợt đầu chuẩn bị giáng xuống rồi đó." Tô Bình gật gật đầu, đưa tay qua một bên mở ra không gian triệu hoán, triệu hồi Hắc Ám Long Khuyển đầu tiên. Hắc Long Khuyển có khứu thính giác và cảm nhận tốt nhất trong số các sủng thú của hắn, rất thích hợp cho nhiệm vụ thám thính đầu tiên trước khi triệu hồi các sủng thú còn lại ra ngoài. Không ngờ Hắc Ám Long Khuyển vừa chạm chân xuống nền lôi đài, bầu trời mây trên kia vừa dừng ở dặm thứ 7, giờ lại chuyển động lớn ra dần. Mấy vị thần đứng dưới chân đài theo dõi không thấy được người phàm trần kia đã triệu hồi sủng thú, chỉ thắc mắc không hiểu vì sao đám mây này đã dừng lại giờ lại trở nên phình ra. Trên lôi đài, thần nhân tóc đỏ ngửa mặt nhìn bầu trời lo lắng, ủa đang 7 dặm sao giờ mở ra đến 27 dặm mất rồi. Khiên Losers hưng phấn không thôi, 27 dặm là đạt đến trình độ trung cấp rồi đấy, mở ra tiếp đi không ta ngủ gật mất. Nghe Khiên Losers tự tin như vậy, Tô Bình an tâm gọi Ngân Xương Tinh Nguyệt Long. Tư chất của Hắc Ám Long Khuyển làm đám mây mở rộng 20 dặm, vậy còn con rồng trắng này bao nhiêu? Quả nhiên đám mây bên trên phản ứng lại ngay, nhanh chóng mở ra diện tích 50 dặm. Lúc này từ góc nhìn bên dưới của đám thần tộc, đám mây đã lớn hơn diện tích lôi đài rồi. Ngân Xương Tinh Nguyệt Long có chiến lực cao hơn Hắc Ám Long Khuyển một bậc mà chỉ mở rộng được thêm 23 dặm. Long uy của Long tộc sinh ra đã có, nhưng thiên chất của nó vậy mà lại hơn Hắc Ám Long Khuyển có 3 dặm. Chẳng lẽ là do Bạch Long này chưa trưởng thành? Thú vị đấy. Muốn biết thêm thì triệu hồi thêm Luyện Ngục Trúc Long thú ra xem sao. Địa Ngục Trúc Long thú vừa xuất hiện, bầu trời bên trên đã gầm gào liên tục, từ chỗ lôi đài nhìn ra bốn phía đều là sắc đỏ của đám mây trải rộng. Thần nhân tóc đỏ kia thấy vậy thì hốt hoảng thật sự, bộ thấy chưa đủ hay sao mà khuấy cho đục nước lên nữa vậy? Đừng nói là vẫn còn sủng thú chưa ra hết nhé. Khiên Losers cũng bắt đầu bối rối, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. 70 dặm rồi, còn đang tiếp tục mở, 100 dặm rồi. Trên đó rốt cuộc là có chuyện gì khủng khiếp? Thiên tư cao đến mức nào mà đám mây đỏ mở ra đến chừng này? Lôi vân đạt 100 dặm đã lớn đến mức che hầu hết đỉnh cột lôi đài, cảm giác áp đảo đến tận những người đứng xem. Sấm sét càng lúc càng dữ hơn, dù chưa bắt đầu lôi kiếp đợt đầu đã muốn rạch nát cả bầu trời. Các thần nhân nhìn qua Anna cung kính nhắc nhở: "Điện hạ, chúng ta mau xuống núi thôi, nếu còn đứng đây kiểu gì cũng bị lôi kiếp giáng xuống mình." Anna không quay đầu lại mà thản nhiên nói: "Các ngươi đi trước đi, lôi vân này ta đã thử mấy lần rồi." Tuy vậy trong lòng cô cũng không khỏi bồn chồn. Lúc đầu chỉ định sử dụng Thặng Thiên Kiếp để xem Tô Bình có thật sự có khả năng không, hay trước giờ có bí mật giấu kín để phong bạt cho thực lực không có thật. Nào ngờ bây giờ chứng kiến cảnh này, bản thân cô cũng biết ông chủ cửa hàng sủng thú mạnh hơn những gì mình có thể tưởng tượng được, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng chuyện đã đến mức này, không thể để hắn chết trên lôi đài đó được. Anna giơ hai tay từ trong không trung triệu hồi không gian bí bảo của mình, để bảo vệ hắn đành phải lấy ra thần khí xịn sò nhất thôi. Thần khí vừa chạm tay, cô không hề do dự mà phóng vút nó cho người trên lôi đỉnh bắt lấy. Nghe tiếng của cô, nam thần tóc đỏ kia liền giơ tay đón lấy. Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay, cậu ta liền mở lớn hai mắt, không ngờ lại là thần khí chí bảo của điện hạ. Khi đám mây mở đến 100 dặm mới nghe Losers bắt đầu kêu la, Tô Bình cũng rén nhẹ, giờ thấy Anna gửi đến bảo bối, hắn lại yên tâm mở ra không gian triệu hoán, không do dự gọi ra tiểu khô lâu của mình. Đám thần nhân bên dưới đang cố gắng chạy thoát khỏi đám mây 100 dặm, ngước lên nhìn thấy lôi vân chẳng mấy chốc bao phủ tới chỗ họ đang chạy luôn rồi. Chuyện gì thế này? Ủa, người trên đỉnh lôi đài độ kiếp hay chúng tôi độ kiếp? Tôi đâu có nhu cầu đâu bạn ơi. Bọn họ hò hét nhau chạy nhanh hơn nữa, nếu không lôi kiếp cỡ này giáng xuống có mà thành cái xác cháy đen. Lúc này khung cảnh chẳng khác nào địa ngục, tia sét đánh xuống lung tung, bầu trời sôi sục cuộn xoáy. Lôi kiếp mở ra tới 200 dặm mới dừng lại, cả sơn đình phong đều đã bị lôi vân bao phủ rồi. Đừng nói là thần nhân tóc đỏ giờ sợ muốn đái ra quần, 200 dặm là đã khóc hết nước mắt rồi còn là lôi sắc dị kiếp. Ông bà nhà cậu ta cũng chưa ai thấy thiên kiếp nào khủng khiếp đến vậy. Khiên Losers cười ha ha một cách vô tri, lôi kiếp này ta cũng chưa thấy bao giờ, không biết ta có chống lại được nó một cách vinh quang không đây. Kìa, tới rồi. Đùng một tiếng lôi kiếp đợt đầu đã giáng xuống, như vô số mũi tên bằng sấm sét đánh thẳng xuống chỗ thần nhân tóc đỏ đang đứng. Cậu ta một tay giơ khiên Losers lên chống đỡ, tay kia nắm chặt món thần khí Anna ném cho.
hai mắt nhắm tịt vẫn không quên hét lên gọi Tô Bình đến trốn sau lưng mình. Thụ mẫu ơi, xin hãy chứng giám cho khoảnh khắc vi diệu này của con. Tô Bình đúng là vẫn ở phía sau cậu ta không tiến lên, nhưng ra lệnh cho sủng thú mở tất cả kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của mình, xông lên phía trước mở lá chắn cho thần nhân tóc đỏ. Nhưng chỉ được vài giây, cả bốn sủng thú của hắn bị tiêu diệt toàn bộ nguyên thần, toàn cơ thể bị lôi kiếp đánh cho ra cho, tan biến vào hư không. Thần nhân tóc đỏ đầu đầy mồ hôi, quay sang nhìn hắn hoảng hốt, sủng thú của ngươi bị nhiễu sát mất rồi. Tô Bình cười thản nhiên, chỉ là nguyên thần bị diệt mà thôi, không có vấn đề gì cả. Tất cả hãy sống lại cho ta. Trong giây lát, hệ thống đã đem toàn bộ sủng thú quay lại cho hắn, bắt đầu từ những mảnh nhỏ, rất nhanh toàn bộ đã được khôi phục như ban đầu. Tô Bình tự tin nói với thần nhân kia, nói về mức độ lì đòn thì chúng tôi là dân chuyên nghiệp, cậu chỉ cần bảo toàn tính mạng của cậu là được rồi, còn ba cái lôi kiếp này cứ giao cho hắn là xong. Thần nhân trong lòng không khỏi trầm trồ, người phàm nhân này nhìn vậy mà lợi hại quá, còn có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Cậu ta vẫn không quên nhắc đây chỉ là lôi kiếp đầu tiên mà thôi, còn 8 đợt nữa, càng về sau sức mạnh càng tăng lên rõ rệt. Vừa dứt câu, từ trên đám mây sinh ra đợt lôi kiếp thứ hai có hình dạng như mãng xà thè cái lưỡi xét xuống định quấn chết người thú bên dưới. Tô Bình lần này không đứng phía sau nữa, mà gia tăng sát ý cho toàn bộ sủng thú, dẫn đầu bọn chúng xông về phía lôi xà đang lao tới chỗ mình. Chủ động như vậy có tác dụng gì không? Tiểu Khô Lâu vọt lên trước dùng thanh cốt đao của mình, chém hai tia sét rắn gần mình nhất. Đoàng, vết chém của nó khiến cái đầu rắn đứt ra làm hai, nhưng chẳng những không bị tan biến, mà nổ tung ngay lập tức, khiến Tiểu Khô Lâu đứng đó bị nổ theo. Hệ thống hiện thông tin Tiểu Khô Lâu trúng chí mạng, nhưng nhờ sử dụng quả vong linh mà miễn một lần nhiễu sát. Vừa rồi cả thân hình nát bấy, liền lành lặn lại như cũ. Tô Bình nhận định tình hình nhanh chóng, ra lệnh cho sủng thú của mình giữ khoảng cách giao chiến với lôi xà. Bọn này bị chém chết sẽ nổ tung, sử dụng lửa tầm xa của địa ngục trúc long thú, có thể coi là biện pháp hiệu quả nhất hiện giờ. Cậu trai tóc đỏ nấp sau khiên Lucius ló mặt ra nhắc hắn, thiên lôi đợt 3 sắp đến rồi, tốc độ sẽ nhanh hơn hai đợt đầu đó. Đến rồi, thiên lôi dị sắc đợt 3 xuất hiện dưới hình dạng của những con báo đời lao ra từ đám mây đỏ thẫm trên không trung. Tô Bình không hề hoảng hốt, hắn đã chờ đến lượt mình ra tay. Bèn nắm chặt quyền, quát lên một tiếng, chấn ma thần trưởng, phục ma. Hình ảnh kim ô thần ma lập tức hiện lên bao trùm lấy đường quyền của hắn, một chiêu đấm nổ đám báo xét, thành công đưa tất cả vượt qua ải thứ 3. Chưa kịp chuẩn bị tiếp, thiên lôi dị sắc đợt 4 đã đến dưới hình dạng một con sư tử to lớn, lao ra cắn vào cổ ngân xương tinh nguyệt long, không cho nó cơ hội chống cự, một phát tiêu diệt nguyên thần. Mà Tô Bình càng đánh càng hăng say, mắt hắn lóe lên tia vàng kim, lại vung quyền quát lên một tiếng, lên hết đi nào, nguyên địa phục sinh. Nhưng con sư tử này quá nhanh, một vuốt của nó quét qua địa ngục trúc long thú, hắc ám long khuyển và tiểu khô lâu, lấy luôn nguyên thần của bọn chúng. Tô Bình nắm thời cơ hoàn hảo này, nhảy lên cổ con sư tử, giơ tay lên giáng một chiêu chấn ma thần quyền, đánh nó nát bét. Ở đợt tấn công thứ 5, đến lượt Tô Bình tự lấy thân mình ra dụ con voi sét, bị nó dùng ngà của mình xiên chết, rồi ngân xương tinh nguyệt long đứng trước mặt đánh lạc hướng và tiểu khô lâu, dùng đao chém bay con voi. Cứ mỗi đợt lôi kiếp đánh đến, không phải sủng thú hy sinh thì cũng chính hắn bị tiêu diệt. Tử vong xong thì phục sinh tại chỗ, liên tục không ngơi nghỉ. Thiên kiếp vốn là sự trừng phạt và thử thách ban cho người tu luyện nhằm thanh tẩy cơ thể. Không ngờ khi hắn độ kiếp, lại hào hứng coi đây là cơ hội luyện tập cùng sủng thú của mình luôn. Cứ chết rồi sống lại liên tục như vậy vượt qua tầng thứ 8, đối mặt với đủ hình dạng của lôi sét từ phượng hoàng, đến rồng đất rồi đến rồng có cánh lớn. Sau khi xong tầng thứ 8, Tô Bình xuất hiện trở lại lành lặn trên lôi đài nhưng không thể kìm được thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên má. Thần nhân tóc đỏ nãy giờ chỉ đứng cầm khiên, nhìn qua hắn lo lắng hỏi thăm có làm sao không. Không ngừng phục sinh nên tinh thần lực cũng sắp cạn kiệt rồi. Liên tục chiến đấu như vậy đã qua bao nhiêu tầng rồi không rõ, phải hỏi lại thần nhân kia để nắm bắt tình hình. Vậy mà hắn đến tầng thứ 9 rồi, lôi kiếp đợt này không phải hình dạng thú, mà giống người khổng lồ đang dùng hai bàn tay bóp chết đám người và sủng thú trên đỉnh lôi đài. Tô Bình nhìn bàn tay khổng lồ sắp đập vào mặt mình, tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng bùa vây. Chết tiệt, không còn tinh thần lực để phục sinh nữa rồi, không lẽ đến đây là kết thúc sao? Chỉ còn một chút nữa thôi, đừng bỏ cuộc. Ở phía bên kia cậu trai tóc đỏ hét lên, rồi ném về phía hắn một vật màu vàng sáng chói. Hắn bắt lấy ngay lập tức, là thần bảo của Anna sao? Lăng kính tinh hạch, bí bảo của phong thần cảnh, được luyện chế từ vạn cổ yêu ma, giúp liên tục cung cấp thêm năng lượng, tăng năng lượng của người sử dụng vượt qua giới hạn của bản thân. Vừa nắm thần bảo phong thần cảnh trong tay, Tô Bình hét lên một tiếng, từ mắt của hắn và xung quanh hắn tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng chói lọi. Hắn đã cảm nhận được tinh lực vô cùng bất tận rồi, chiến tiếp thôi.